Mỗi lần diễn vái đôn thềm ngực, Địch Đại Nhật Ba lại lên top 1 tìm kiếm át mọi mỹ nhân. Mỹ nhân Tân Cương có những lựa chọn trang phục khéo léo, đơn giản tinh tế khi xuất hiện tại các sự kiện. Mới đây, Địch Đại Nhật Ba có tham gia một sự kiện. Là mỹ nhân nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ, cô không chỉ xuất hiện với tư cách diễn viên mà còn được nhiều thương hiệu chọn mặt gửi vàng làm người mẫu đại sứ. Không chỉ đầu tư trang phục thảm đỏ, Địch Đại Nhật Ba luôn chỉn chu về hình ảnh ở bất cứ đâu. Tham gia sự kiện mới đây, người đẹp lựa chọn thiết kế váy 2 dây to bản, phần thân trên tạo đường cong vô cùng nhẹ nhàng. Chi tiết đính sequin là điểm nhấn cho tổng thể bộ đồ. Thay vì buông tóc, Địch Đại Nhật Ba chọn kiểu tóc búi tôn vẻ đẹp kiều diễm. Ngay sau đó, từ khóa Địch Đại Nhật Ba đã được cư dân mạng để lên top tìm kiếm hot search. Người dùng mạng xã hội bình luận, gương mặt đắt giá như vậy thật khó lòng để không nhìn ngắm. Không thể phủ nhận là cô ấy quá đẹp. Sự kiện có Địch Đại Nhật Ba luôn mãn nhãn. Ngoài ra, họ cũng nhận ra thói quen của Địch Đại Nhật Ba khi diện trang phục có phần hở thân trên. Người đẹp luôn nhẹ nhàng lấy tay che chắn. Điều này thể hiện sự tinh tế của Địch Đại Nhật Ba để tránh sự cố, đưa tới hình ảnh tinh tế hơn. Cùng ngày, Địch Đại Nhật Ba tham gia chương trình phát sóng trực tiếp. Người đẹp thay đổi outfit khi chọn cho mình set blazer cùng quần suông. Không cầu kỳ, Địch Đại Nhật Ba buông tóc thanh lịch. Lần này, người đẹp mang đến hình ảnh một quý cô công sở quyền lực và sang trọng. Cư dân mạng bày tỏ sự thích thú trước sự biến đổi phong cách này của Nhật Ba. Vốn có gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng chuẩn, cô dễ dàng phù hợp với mọi style, nhưng cũng cần biết cách phù hợp với hoàn cảnh. Nắm được điều này nên Địch Đại Nhật Ba luôn nổi bật ở bất cứ nơi đâu. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!